Ngày 12 tháng 12, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Một thánh lễ để vinh danh Đức Mẹ Guadalupe đã có từ thế kỷ thứ 16. Niên sử của thời đại đó kể cho chúng ta biết câu chuyện sau đây. Một người thổ dân nghèo hèn tên là Cotilla Toxin được rửa tội và lấy tên là Juan Diego. Ông 57 tuổi, quá vợ và sống trong một làng nhỏ gần Mexico City. Vào buổi sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 1531, ông đến nhà nguyện gần đó để tham dự lễ kính Đức Mẹ. Khi đang đi trên ngọn đồi gọi là Petejac, thì ông nghe có tiếng nhạc du dương như tiếng chim hót. Sau đó, một đám mây sáng chói xuất hiện. Đứng trên đám mây là một trinh nữ người thổ dân, mặc y phục như công chúa của bộ lạc Aztec. Trinh nữ nói chuyện với ông bằng tiếng bản xứ và sai ông đến với Đức Giám Mục ở Mexico, là một tu sĩ dòng Francisco tên là Juan de Zumárraga, và yêu cầu Đức Giám Mục xây cất một nguyện đường nơi trinh nữ hiện ra. Đức Maria nói với Juan Diego: "Hỡi con rất yêu dấu của mẹ, ta là trinh nữ Maria, là mẹ của Thiên Chúa thật. Ngài là tác giả của sự sống, là tạo hóa của muôn loài và là Chúa của thiên đàng cũng như trái đất. Và điều ta mong muốn là một nhà thờ được xây cất ở đây cho ta, là nơi ta sẽ chứng tỏ lòng khoan dung và nhân hậu của ta đối với người thổ dân và tất cả những ai yêu mến và tìm đến ta, như một người mẹ đầy lòng thương xót của con và của mọi người dân của con." Dĩ nhiên vị giám mục không tin và bảo Juan Diego xin trinh nữ cho một dấu chỉ. Trong thời gian này, người chú của ông bị bệnh nặng. Điều đó khiến ông cố tránh né, không muốn gặp trinh nữ. Tuy nhiên, đức trinh nữ tìm ông, đảm bảo với ông là người chú sẽ khỏi bệnh và bảo ông hái các bông hồng quanh đó để làm chứng với vị giám mục. Lúc ấy là mùa đông thì không thể có bông hoa nào mọc được, nhưng lạ lùng thay, gần chỗ trinh nữ hiện ra lại đầy rẫy những hoa hồng tuyệt đẹp, và ông đã dùng chiếc áo tơi của mình để bọc lấy các bông hồng đem cho vị giám mục. Trước sự hiện diện của đức giám mục, ông Juan Diego mở áo tơi ra và bông hồng đổ xuống tràn ngập, khiến vị giám mục phải quỳ gối trước dấu chỉ lạ lùng ấy. Lạ lùng hơn nữa, trên chiếc áo tơi lại có in hình đức trinh nữ, như ngài đã hiện ra với ông ở đồi Petejac. Đó là ngày 12 tháng 12 năm 1531.